Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Chúng ta có 8 câu cuối. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt dình, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Cứ mỗi cặp câu này thì chúng ta sẽ phân tích hai khía cạnh là nội dung và khía cạnh nghệ thuật. Ok chưa? Nhá, khía cạnh nội dung và khía cạnh nghệ thuật. Rồi, trước tiên chúng ta có cặp câu đầu tiên. Các bạn ghi lại cho chị. Ở hàng đầu tiên thì các bạn gọi là hợp nhất hai cái cột này vào làm một để chúng ta trích thơ nhá. Nào, chúng ta có cặp câu đầu tiên. Buồn trông cửa bể chiều hôm. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Rồi. Nào các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích như thế nào với hai câu thơ này đây? Với hai câu thơ này thì trước tiên là từ buồn trông mà chúng ta đã phân tích rồi. Vậy về mặt nghệ thuật thì ta nhận ra có những biện pháp tu từ nào ở trong hai câu thơ này đây ạ? Các bạn có nhận ra được biện pháp tu từ nào trong hai câu thơ này không? Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Hình dung nhá. Nào, bắt đầu để cho cái trí tưởng tượng của mình bắt đầu phát huy nào. Nghĩa là ở đây Kiều đang đứng ở lầu Ngưng Bích và phóng tầm mắt trông ra cảnh vật xung quanh. Rồi, thế thì khi mà trông ra cảnh vật xung quanh thì trước tiên Kiều nhìn ra cái phía xa nhất thì thấy được khung cảnh cửa bể chiều hôm. Cửa bể chiều hôm, đúng không ạ? Thì cái khung cảnh cửa bể chiều hôm là một khung cảnh nhỏ bé, chật chội hay là một khung cảnh rộng lớn bao la? À, chắc chắn rồi, nó là một cái khung cảnh rộng lớn bao la rồi, đúng không? Đấy, thế nhưng mà giữa cái sự rộng lớn bao la đó thì lại chỉ có một cái bóng thuyền thấp thoáng. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Thấp thoáng, đúng không ạ? Cái sự thấp thoáng này, rồi lại là cánh buồm xa xa nữa. Hai cái cặp hình ảnh này, cửa bể chiều hôm và thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, đó chính là sự đối lập, đúng không ạ? Trước tiên chúng ta thấy được cái sự đối lập, nghệ thuật đối lập giữa hai hình ảnh, đó là cửa bể chiều hôm là một cái không gian bao la rộng lớn. Nó đối lập hoàn toàn, đúng không ạ? Đối lập với cả hình ảnh thuyền ai thấp thoáng. Đối lập với cả cánh buồm xa xa. Là những hình ảnh của cái sự nhỏ bé, đúng không ạ? Nhỏ bé giữa không gian. Đấy, đấy là sự đối lập. Rồi, tiếp theo này, tiếp theo chúng ta thấy trong hai câu thơ này tác giả còn sử dụng những từ láy. Về mặt từ ngữ, về mặt từ ngữ thì tác giả sử dụng những từ láy, đó là từ láy gì ạ? Thấp thoáng và xa xa, đúng không ạ? Thấp thoáng này, có từ thấp thoáng, rồi có từ xa xa. Thế thì thấp thoáng và xa xa là những từ để làm gì? Là những từ để miêu tả cảnh vật. Nhưng mà cái nét nghĩa của nó ra sao ạ? Thấp thoáng ở đây có nghĩa là khó nắm bắt, đúng không ạ? Thoáng hiện rồi lại mất, lúc có lúc không. Thoáng hiện rồi mất, lúc có lúc không.
còn xa xa thì là để chỉ cái phía đằng xa khó nắm Cả hai từ láy này đều là những từ láy tượng hình và miêu tả cảnh vật. Ở phía xa xôi, mơ hồ, khó nắm bắt. Đúng không ạ? Không rõ ràng. Đấy, đồng ý không? Ừ, rồi tiếp tục nha. Tiếp tục, ta còn thấy ở đây tác giả sử dụng như là một cái câu hỏi. Thuyền ai? Đúng không ạ? Thuyền ai? Không rõ cái chủ sở hữu ở đây. Nên chúng ta thấy đó chính là cái từ phiếm chỉ nha, từ phiếm chỉ. Thuyền ai? Cụ thể là từ ai đấy? Nhá, từ đó vang lên, thuyền ai vang lên, lại tiếp tục gợi ra sự mờ mờ nhạt. Khó nắm bắt, không rõ ràng. Vậy qua một loạt những nghệ thuật như thế thì ta thấy tâm trạng của Kiều ở đây như thế nào? Khung cảnh ở đây hiện lên ra sao? Về mặt nội dung thì cứ mỗi cặp câu này ta đều có hai ý. Một là khung cảnh và hai là tâm trạng con người. Bởi vì bút pháp tả cảnh ngộ tinh mà, là chúng ta phải chỉ ra được cảnh ở đây hiện lên như thế nào. Rồi từ đó thì thấy được tâm trạng của Kiều ra làm sao khi nhìn thấy cái khung cảnh đó. Thì trước tiên về mặt khung cảnh, thì hai câu thơ đầu này đã khắc họa lên cái khung cảnh cửa bể chiều hôm vào lúc nào ạ? Vào lúc nào đây? Vào lúc chiều tà, đúng không ạ? Khung cảnh cửa bể chiều hôm lúc chiều tà. Đấy. Khung cảnh cửa bể lúc chiều tà, lúc hoàng hôn đấy. Ok chưa? Thế thì khung cảnh lúc chiều tà này hiện lên như thế nào? Đó là về thời gian. Còn về không gian thì khung cảnh hiện lên rộng lớn, bao la, đúng không ạ? Ngút ngàn, không có giới hạn. Và ở đó, xuất hiện ở đó, xa xa thấp thoáng ở đó, thấp thoáng ở đó là cánh buồm nhỏ bé lênh đênh lúc hiện lúc mất. Đấy, đấy là cái khung cảnh, đúng không ạ? Hiện lên trước mắt chúng ta qua câu thơ này là một khung cảnh như vậy. Vậy thì khung cảnh đó là đang ẩn dụ cho tâm trạng gì của Kiều đây? Khi mà buồn trông ra cảnh vật mà thấy khung cảnh như thế này thì trong lòng Kiều đang chất chứa tâm trạng gì ạ? Trong lòng Kiều đang chất chứa một tâm trạng như thế nào với cái khung cảnh như thế này đây? Một tâm trạng ra sao nhỉ? Hãy dựa vào đặc điểm của cảnh. Đặc điểm của cảnh ở đây là rộng lớn bao la, như là nuốt trọn đi một cánh buồm nhỏ bé xa xôi vậy. Thì nếu như cánh buồm kia, thuyền ai kia là để ẩn dụ cho số phận của Kiều, thì số phận ấy đang như thế nào giữa cái cảnh chiều bể, giữa cái cảnh cửa bể rộng lớn đây ạ? Lênh đênh, đúng không ạ? Lênh đênh và rất cô đơn, lẻ loi, cái tâm trạng cô đơn, lẻ loi. Và liền đi liền với đó là cái sự hoang mang, mơ hồ, bởi vì cảnh vật cũng khó nắm bắt mà, đúng không ạ? Nếu như thân phận của Kiều, số phận của Kiều cũng giống như cánh buồm kia kìa, thì nó cũng lúc ẩn, lúc hiện, lúc xuất hiện, lúc thì lại mất đi, lúc thì nhìn thấy, lúc thì lại không nắm bắt được. Đó là cái cảm giác mơ hồ, hoang mang khi nghĩ về chính số phận của mình. Cũng lênh đênh, cũng cô đơn, lẻ loi, giữa cái cửa bể rộng lớn, rồi sẽ không biết đi đâu về đâu. Đó là tâm trạng của Kiều trong cặp câu đầu tiên các bạn nhé. Hình dung ra chưa? Đấy, Kiều càng nhìn vào cảnh vật đó thì càng cảm thấy cái sự nhỏ bé, bất lực của mình trước số phận lênh đênh giữa biển trời. Cảm giác như cánh buồm kia có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào vậy.
Đúng không? Rồi, đấy là về nội dung và cũng là về cặp câu lục bát đầu tiên. Tiếp tục bây giờ chúng ta đến với cặp câu thứ hai nhé. Các bạn đã nắm được cái cách phân tích chưa? Cứ như thế, chúng ta chỉ ra nghệ thuật trước và từ những cái đặc sắc nghệ thuật đó thì chúng ta sẽ nhận ra được về mặt nội dung. Rồi, tiếp tục đến với cặp thứ hai nha. Buồn trong ngọn nước mới xa. Hoa trôi man mác. Biết là về đâu? Rồi, nào các bạn ơi, tiếp tục đến với cả hai câu này. Đây cũng là câu hỏi này, câu trên cũng là câu hỏi này. Phiền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Một câu hỏi nhưng mà không tìm được câu trả lời. Tiếp tục đến với hai câu tiếp cũng là sự băn khoăn của Kiều. Và ở hai câu này, về mặt nghệ thuật chúng ta thấy là có những hình ảnh hoặc là có những từ ngữ như thế nào đây? Về mặt nghệ thuật. Nào, chúng ta thấy có những hình ảnh từ ngữ như thế nào nhỉ? Trước tiên, chúng ta thấy có hình ảnh đó là ngọn nước mới xa và hoa trôi man mác. Rồi, ngọn nước mới xa. Và hoa trôi man mác. Đây là những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng cho điều gì ạ? Ngọn nước mới xa, các em hình dung đó là một cái dòng nước nó xa xuống, nó xả xuống, nó đổ xuống ấy. Thì giữa cái dòng nước ấy, dòng nước đổ xuống thì chắc chắn là nó sẽ rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ rất là dữ dội. Và giữa cái dòng nước dữ dội mạnh mẽ đó lại có một cánh hoa mọc manh trôi man mác. Thế thì ý nghĩa biểu tượng của hai hình ảnh này là gì? Hãy hình dung về cuộc đời của Kiều thì ta thấy là ngọn nước mới xa ấy, giống như là bão táp cuộc đời đang ập xuống cuộc đời của Kiều, đang ập xuống số phận của Kiều, đúng không? Thế còn hoa trôi man mác thì chính là thân phận của nàng đấy. Yếu ớt, trôi dạt, không biết sẽ đi đâu về đâu, không thể tự làm chủ được cuộc đời của mình. Một cuộc đời mà giống như là gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu ấy. Đấy, nào, thế nên là trước tiên ta thấy ở đây có biện pháp ẩn dụ. Kết hợp với biện pháp đối lập cũng giống như câu trước ấy nhá. Nào, ẩn dụ thì ngọn nước mới xa là ẩn dụ cho bão táp cuộc đời rất là dữ dội, đúng không? Thế còn hoa trôi man mác đối lập với cái sự dữ dội kia thì cánh hoa này lại biểu tượng cho cái sự yếu ớt, thân phận bọt bèo, yếu ớt, trôi dạt, có thể bị nhấn chìm giữa dòng đời dữ dội kia bất cứ lúc nào. Đó là nghệ thuật đầu tiên. Nghệ thuật thứ hai, nét nghệ thuật thứ hai. Nếu như ở hai câu đầu ta thấy tác giả dùng từ láy, thì ở câu này tác giả có dùng từ láy không ạ? Có. Tiếp tục là dùng từ láy. Từ láy ở đây là từ gì ạ? Từ láy ở đây là từ gì? Đó là từ man mác nha. Man mác. Man mác nghĩa là sao? Man mác. Man mác nghĩa là gì ạ các bạn? Man mác ở đây nhá. Man mác ở đây chúng ta hiểu nó vừa có cái ý nghĩa là miêu tả cảnh vật, miêu tả sự vật, miêu tả về một cái sự vật nó mang tính mỏng manh. Đúng không? Hoa trôi man mác là một cánh hoa mỏng manh. Nhưng mà bên cạnh đó từ man mác nó còn mang sắc thái diễn tả tâm trạng nữa. Đó là một cái tâm trạng buồn và trống trải. Buồn man mác ấy, các bạn đã bao giờ nghe đến cái cụm đấy chưa? Buồn man mác là một cái nỗi buồn nhưng mà nó mang tính trống trải, bơ vơ lạc lõng. Đấy, đấy là sắc thái biểu đạt của từ láy man mác nhá. Rồi tiếp tục trong câu thơ này thì tác giả lại còn tiếp tục sử dụng câu hỏi tu từ. Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Đúng không ạ? Câu hỏi tu từ, câu hỏi mà không có được cái đáp án, không có được câu trả lời, thể hiện sự băn khoăn. Nhưng sự băn khoăn này không phải là băn khoăn đi tìm đáp án, mà là sự băn khoăn trong nỗi hoang mang. Đúng không ạ? Vô định. Đấy, đó là về mặt nghệ thuật. Vậy qua những nét nghệ thuật này thì tác giả Nguyễn Du đã làm hiện lên một khung cảnh như thế nào? Tiếp tục về mặt nội dung nào. Nội dung thì ta lại có khung cảnh và tâm trạng của nhân vật. Rồi, trước tiên về mặt khung cảnh nào. Khung cảnh ở đây hiện lên là một khung cảnh như thế nào ạ các bạn? À, ở đây ta thấy nếu như từ câu đầu tiên là buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, những cái sự vật nó mới chỉ đang thấp thoáng thôi, lúc ẩn lúc hiện thôi, thì đến đây cảnh vật hiện lên đã sắc nét hơn rồi, đúng không ạ? Khung cảnh hiện lên ở đây là đã sắc nét hơn, tức nghĩa là đã rõ ràng hơn rồi, sắc nét đến độ có thể nhìn rõ được cánh hoa trôi man mác giữa một ngọn nước đang xa xuống ầm ầm dữ dội cơ mà, đúng không? Đấy, nên là ở đây cảnh vật đã hiện lên sắc nét hơn, sinh động hơn. Nhưng ở đây nó cũng đồng thời diễn tả một cái tâm trạng đau đớn hơn. Nào, cảnh vật sắc nét hơn với cái gì ạ? Với ngọn nước dữ dội. Với cánh hoa trôi man mác. Đúng không ạ? Cánh hoa nhỏ bé trôi dạt giữa dòng nước. Đấy, thì ta thấy là cảnh vật này cũng đã sinh động hơn, cụ thể hơn rồi. Nhưng sự sinh động cụ thể đó lại diễn tả một cái tâm trạng ở cái cấp độ dường như là buồn sầu hơn. Bởi vì sao? Bởi vì tâm trạng của Kiều ở đây không những là sự hoang mang, giống như ở trong câu trước đây, không những là cái sự hoang mang mơ hồ biết là về đâu, mà tâm trạng của Kiều giờ Kiều còn nhận thức rõ hơn cái sự bọt bèo yếu ớt của mình, cái sự bọt bèo không thể nào, à không thể nào biết trước được số phận, không thể nào mà làm chủ được số phận, và Kiều còn cảm thấy thật là bất an trước bão táp cuộc đời. Nàng giống như là cánh hoa này này, cứ trôi man mác giữa cái dòng nước dữ dội, nên đi liền với cái sự hoang mang thì ở đây tâm trạng của Kiều còn mang cái màu sắc bất an, đúng không ạ? Buồn khổ, bất lực, biết là dòng đời ngoài kia với bão táp dữ dội đấy, nhưng mà thân phận của mình, số phận của mình bây giờ cũng chỉ như cánh hoa mỏng manh yếu ớt trôi dạt. Đó, nên là bên cạnh sự hoang mang thì tâm trạng của Kiều ở đây còn là sự bất an, buồn khổ, bất lực, thật đáng thương. Kiều ý thức một cách sâu sắc về thân phận bọt bèo và bất định của mình. Đó, đấy là cặp câu lục bát thứ hai nhá. Các bạn hình dung ra chưa? Cặp câu lục bát thứ hai. Tiếp tục nào. Đến với cặp câu lục bát thứ ba. Rồi, đến với cặp câu lục bát thứ ba nhá. Trước tiên là chúng ta cứ trích thơ ra đã. Và sau đó thì cùng với chị chúng ta khai thác về nội dung và nghệ thuật. Nhớ nha, một bên là nghệ thuật, một bên là nội dung. Vậy khi mà các bạn viết chi tiết thì các bạn viết như thế nào? Các em có thể là viết lần lượt nhá. Ví dụ như là đến với cặp câu lục bát đầu tiên, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Tác giả Nguyễn Du đã sử dụng nghệ thuật đối lập giữa hình ảnh cửa bể chiều hôm với những gì bao la rộng lớn nhất, đối lập với hình ảnh thuyền ai thấp thoáng và cánh buồm xa xa thật nhỏ bé lênh đênh. Đúng không ạ? Nhá. Bên cạnh đó là hệ thống từ láy thấp thoáng, xa xa là những từ láy tượng hình miêu tả cảnh vật ở phía xa xôi, mơ hồ, khó nắm bắt. Đặc biệt, cách dùng từ phiếm chỉ thuyền ai với câu hỏi tu từ thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa lại càng tô đậm sự mờ nhạt không rõ ràng. Tất cả những nét nghệ thuật ấy đã giúp cho nhà thơ tái hiện thành công một khung cảnh cửa bể lúc chiều tà, rộng lớn, ngút ngàn, thấp thoáng ở đó là cánh buồm nhỏ bé, lênh đênh, lúc hiện, lúc mất.
Bút pháp tả cảnh ngộ tình được phát huy để từ đó diễn tả cho tâm trạng cô đơn, lẻ loi, hoang mang, mơ hồ trong Thúy Kiều. Nàng hình dung bản thân mình cũng tựa như cánh buồm kia, cũng tựa như con thuyền kia cứ thấp thoáng xa xa, cô đơn lẻ loi giữa cảnh, giữa cửa cảnh cửa bể rộng lớn ngút ngàn. Ví dụ như thế. Đấy, đồng ý chưa? Nhá, cách viết như vậy. Ví dụ như thế là chúng ta cứ đi nêu hết những cái đặc sắc nghệ thuật. Sau đó từ đó thì chỉ ra về mặt nội dung, hoặc hoặc các bạn cũng có thể là đi liền giữa nghệ thuật và nội dung. Ví dụ, nghệ thuật đối lập này thì thể hiện cho một cái khung cảnh vừa rộng lớn, mở ra ngút ngàn tầm mắt, nhưng cũng vừa khắc họa cái sự nhỏ bé của cánh buồm. Và khung cảnh như thế thì thể hiện cho tâm trạng cô đơn lẻ loi. Rồi sau đấy em lại phân tích từ láy thấp thoáng xa xa kết hợp với từ phiếm chỉ và câu hỏi tu từ để chỉ ra được cái tâm trạng hoang mang và mơ hồ của Kiều. Nghĩa là có hai cách viết. Một là cách viết nối tiếp, là chúng ta cứ viết hết về nghệ thuật đi rồi ta chỉ ra nội dung. Và hai là cách viết song song, là cứ một nét nghệ thuật thì ta lại chỉ ra một nét nội dung tương ứng. Thì các em chọn cách nào cũng được nha. Đồng ý không? Và cách chúng ta phân tích bây giờ thì đang là cách nối tiếp, là đang đi hết về nghệ thuật sau đó chỉ ra nội dung. Nhưng mà khi mà phân tích xong như vậy, có được dàn ý như vậy rồi, các em hiểu được rồi, các em có thể chủ động viết theo cách mà mình thích, các em có thể viết theo cách nối tiếp hoặc là cách song song nhá. Đồng ý với chị không? Ừ, rồi. Bây giờ ta đến với cặp câu lục bát thứ ba nào. Cặp câu lục bát thứ ba nhá. Buồn trong đây. Rồi, chúng ta có buồn trong ngọn nước mới xa hoa trôi man mác biết là về đâu. Và giờ đây thì là buồn trong nội cỏ dầu dầu. Chân mây mặt đất. Một màu xanh xanh. Nào, tiếp tục. Về mặt nghệ thuật ở đây thì chúng ta thấy là tác giả sử dụng những hình ảnh như thế nào ạ? Về mặt hình ảnh nào. Hình ảnh ở đây chúng ta có hình ảnh nội cỏ dầu dầu. Nội cỏ dầu dầu. Và hình ảnh gì ạ? Hình ảnh gì nữa ạ? Và hình ảnh chân mây mặt đất một màu xanh xanh, mây mặt đất nhuốm một màu xanh, đúng không ạ? Hình ảnh thứ hai là hình ảnh chân mây mặt đất. Nhuốm một màu xanh. Nhưng mà cái màu xanh này là màu xanh gì ạ? Nếu như nội cỏ nhá, hình ảnh nội cỏ tiếp tục là một cái hình ảnh của sự rộng lớn, bao la, cả một nội cỏ mà. Em hiểu, em hình dung nó như là một cái đồng cỏ, một cái triền cỏ, một cái triền cỏ nó kéo dài đến tận chân trời ấy. Bởi vì Kiều đang ở trên lầu Ngưng Bích và nhìn xuống dưới thì thấy trọn vẹn được cả cái nội cỏ ấy kéo dài đến tận chân trời. Nha. Thì em bắt đầu có cảm thấy cái sự quen thuộc ở đây không? Trong đoạn trích nào mà chúng ta cũng bắt gặp một cái nội cỏ như vậy, cũng bắt gặp một cái chân trời tràn ngập sắc xanh như vậy không? À, chính là trong đoạn trích cảnh ngày xuân đấy. Đúng không ạ? Nhá, trong đoạn trích cảnh ngày xuân thì có cặp câu cũng có cái nội cỏ, cũng có hình ảnh của đồng cỏ, cũng có cái hình ảnh màu xanh của cỏ, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, đúng không? Đấy, thế thì ở đây hai cái khung cảnh này có giống nhau không? Cũng là màu xanh đây, cũng là nội cỏ rộng lớn đây, nhưng có giống nhau không ạ? À không, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái sắc xanh ở đây là một sắc xanh héo úa, tàn lụi. Không còn là cái sắc xanh mơn mởn, không còn là cỏ non xanh tận chân trời nữa rồi. Mà ở đây cũng là cỏ đấy,
cũng là một vùng rộng lớn đấy, cũng là một cái màu xanh nhuốm trọn khung cảnh đấy, nhưng lại là một màu xanh của sự héo úa và tàn lụi nha. Một cái khung cảnh, những cái hình ảnh của sự héo úa tàn lụi. Rồi, thế còn về mặt từ ngữ thì sao? Tác giả ở đây cũng lại tiếp tục sử dụng từ láy. Cặp câu nào ta cũng bắt gặp những từ láy. Và ở đây có đến hai từ láy nha, có đến hai từ láy là từ rầu rầu này và từ xanh xanh này. Nào, rầu rầu và xanh xanh. Trước tiên là rầu rầu. Và thứ hai là từ xanh xanh. Ý nghĩa của hai từ này là gì ạ các em? Rầu rầu nghĩa là gì? Mà xanh xanh thì là gì? Rầu rầu ở đây khi mà gắn với cảnh vật, trước tiên thì chúng ta thấy rầu rầu dường như nó là một từ để miêu tả về nỗi buồn sầu, đúng không ạ? Buồn rầu đấy, đấy. Thế nhưng mà rầu rầu ở đây khi gắn với nổi cọ thì nó mang sắc thái tượng hình, nó miêu tả về mặt đặc điểm của nổi cọ ấy. Đó là một cái đặc điểm như thế nào ạ? Héo úa, đúng không ạ? Nổi cọ rầu rầu là một nổi cọ héo úa này. Thế còn màu xanh xanh ở đây thì là sắc xanh của sự tàn lụi, nhạt nhòa, thiếu sức sống. Đó. Thế thì với hai đặc sắc nghệ thuật về mặt hình ảnh và từ ngữ như vậy thì khung cảnh hiện lên ở đây là gì? Và tâm trạng của Thúy Kiều là gì? Nào, về mặt khung cảnh nhá, thì hình dung trước mắt chúng ta bây giờ đang là một cái nổi cỏ rộng lớn, nhưng nổi cỏ ấy thì không hề có sức sống. Nổi cỏ ấy bị nhuốm một cái màu xanh tàn lụi, đúng không? Về khung cảnh nhá, là khung cảnh bao la, bát ngát. Tiếp tục là một cái sự bao la, bát ngát, đến ngút tầm mắt. Nhìn thấy cả chân mây cơ mà, nhìn thấy cả chân trời cơ mà, đúng không ạ? Nhá, rồi tiếp tục, cảnh vật thì sao? Cảnh vật ở đây đã có màu sắc đậm nét hơn, nhưng mà cảnh vật thì lại bị bao trùm bởi một sắc xanh héo úa và nhạt ngà, bao trùm bởi một sắc xanh héo úa và nhạt ngà. Nếu như cho chúng ta một cái bộ bút chì màu ở đây thì có lẽ là em sẽ chọn những cái sắc màu, một cái màu xanh nhạt nhòa, một cái màu xanh héo úa để mà tô đậm cho cái bức tranh này, đúng không ạ? Nhá, chúng ta hoàn toàn có thể vẽ nên được những hình ảnh từ những từ ngữ miêu tả của tác giả Nguyễn Du. Đó cũng chính là xuất phát từ việc những câu thơ của ông rất là giàu tính tạo hình. Đó, cả về đường nét, cả về màu sắc. Những câu thơ trước thì tập trung vào đường nét. Đến câu thơ này thì đã có màu sắc rồi đấy. Đúng không ạ? Đã có màu sắc. Nhưng mà màu sắc thì cũng không đem lại cái sự vui tươi, mà trái lại màu sắc ấy lại càng nhấn mạnh hơn về một cái tâm trạng buồn khổ của Kiều. Nào, tâm trạng của Kiều ở đây là một tâm trạng như thế nào ạ? Một cái cảnh vật mà héo úa tàn lụi như thế thì nó gợi lên một tâm trạng bi thương và bất hạnh. Tâm trạng của Kiều ở đây là tâm trạng bi thương, bất hạnh. Thấy mình cũng giống như là cái màu xanh tàn lụi kia kìa. Cuộc đời mình bị nhuốm trọn bởi cái sự tàn lụi héo úa bất hạnh kia kìa. Thật là bi thương, đúng không? Rồi gì nữa? Bên cạnh sự bi thương, bất hạnh thì nàng còn cảm thấy số phận liền với tâm trạng là một nỗi buồn da diết và nặng nề. Nỗi buồn da diết và nặng nề. Bởi vì sao? Bởi vì sao chúng ta cảm nhận được điều đó? Bởi vì cái màu xanh tàn lụi kia kìa, nó nhuốm trọn cả chân mây, cả mặt đất. Dường như là bầu trời và mặt đất nối liền bởi một cái màu xanh héo úa ấy. Không có bất cứ một tia hy vọng nào, không có bất cứ một cái sự sáng trong tươi sáng nào ở trong cái khung cảnh này cả. Thì nếu như đó là ứng nghiệm vào cuộc đời của Kiều ấy, thì quả thực là cuộc đời của Kiều bi thương và bất hạnh như thế.
thì nỗi buồn da diết nặng nề nó sẽ càng đè nặng lên Kiều, kiểu như không có bất cứ một tia hy vọng nào vậy các bạn ạ. Không có bất cứ một tia hy vọng nào, nhìn đâu cũng sẽ chỉ thấy một cái sự tàn lụi, nhìn đâu cũng sẽ chỉ thấy cái nỗi bi thương và bất hạnh mà thôi. Đấy, thì đấy là cảm xúc của Kiều trong hai câu này nhá. Và cuối cùng này, cuối cùng thì cái góc nhìn của Kiều được kéo gần, ngày một gần hơn. Các bạn để ý nha. Đầu tiên là Kiều phóng tầm mắt ra xa thì thấy cửa bể chiều hôm này, mọi thứ vẫn đang khó nắm bắt, thấp thoáng thôi. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Rồi nhìn gần hơn, gần vào hơn thì thấy rõ nét hơn là ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Gần hơn nữa thì là nỗi cỏ dầu dầu thấy rõ được về màu sắc của cảnh vật, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Và cuối cùng, gần sát ngay bên Kiều thì không chỉ có hình ảnh, màu sắc mà còn có âm thanh nữa. Chúng ta có cặp câu lục bát cuối cùng. Buồn trong gió cuốn mặt doành, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Nào, buồn trong gió cuốn mặt doành. Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Rồi, nào, buồn trong gió cuốn mặt doành. Thì ở đây, gió cuốn mặt doành là một hình ảnh như thế nào? Chúng ta để ý nhé, chúng ta để ý về các cái nét nghệ thuật trước, sau đó thì sẽ chỉ ra về mặt nội dung. Thì về mặt nghệ thuật, trong cặp câu này là việc mà tác giả sử dụng cái nghệ thuật đảo ngữ. Đây, ầm ầm tiếng sóng gió cuốn mặt doành, nghĩa là cái khung cảnh nha, về mặt hình ảnh này, hình ảnh đó là hình ảnh gió cuốn mặt doành. Là một cái khung cảnh như thế nào ạ? Gió cuốn, đúng không ạ? Là một cái khung cảnh mà có cái sự dữ dội, chứ không hề tĩnh tại nữa rồi. Mọi thứ đều đang chuyển động mà chuyển động một cách dữ dội luôn. Thế còn tiếp theo nha, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Ở đây là biện pháp đảo ngữ này. Ầm ầm. Từ ầm ầm được đảo lên trước, đúng không? Ầm ầm được đảo lên trước. Bởi vì ầm ầm là một tính từ miêu tả đặc điểm của sự vật, thì theo cấu trúc câu bình thường thì phải là chủ ngữ, sau đó đến vị ngữ. Chủ ngữ là chủ thể, là sự vật, vị ngữ là đặc điểm của sự vật ấy. Thế thì ở đây chủ ngữ là tiếng sóng cơ, đúng không ạ? Tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi cơ. Đấy, tiếng sóng ấy như thế nào? Tiếng sóng ấy ầm ầm. Nhưng bây giờ ầm ầm được đảo lên trước, đó chính là biện pháp đảo ngữ. Cụ thể là từ ầm ầm được đảo lên đầu câu có tác dụng là gì ạ? Có tác dụng là nhấn mạnh nhé. Cái gì được đảo lên trước thì là nhấn mạnh cái đấy, nhấn mạnh cái âm thanh, đúng không? Đấy, nhấn mạnh âm thanh, và âm thanh ở đây là âm thanh ầm ầm, âm thanh tiếng sóng, hoặc là nhấn mạnh tiếng sóng dữ dội này, một cái tiếng sóng đáng sợ, đúng không? Một tiếng sóng đáng sợ đang bủa vây xung quanh Thúy Kiều. Đấy, đang bủa vây quanh vị trí, quanh chỗ ngồi của Kiều, đúng không? Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi cơ mà. Đấy, kết hợp với cả đảo ngữ thì là biện pháp nhân hóa. Đó, đúng không ạ? Biện pháp nhân hóa. Hoặc các em có thể ghi như thế này. Đây đều là hai cái biện pháp, biện về mặt biện pháp này. Biện pháp nghệ thuật thì có trước tiên là biện pháp đảo ngữ, sau đó thì là biện pháp nhân hóa. Đó, nhá, nhân hóa. Nhân hóa qua từ kêu. Thì cái từ kêu này nó có sắc thái là gì ạ? Từ kêu này có sắc thái là gì, em cảm nhận được không?
Em cảm thấy từ kêu này có sắc thái là gì? Không phải là ầm ầm tiếng sóng réo quanh ghế ngồi, không phải là từ réo mà là từ kêu cơ. Thì từ kêu ở đây ấy, từ kêu ở đây là để chỉ là nó mang cái sắc thái như là đang đang đòi nợ, đang đe dọa ấy. Đúng không ạ? Mang sắc thái của cái sự đe dọa. Nó càng làm nổi bật hơn tâm trạng của Kiều ở đây. Một sự bủa vây của hiểm nguy, của bão tố. Tác giả dùng từ kêu mang nghĩa như là sóng gió đang réo gọi, đang trực chờ đòi đổ ập vào cuộc đời của Kiều ấy. Để đe dọa, trực chờ, đang réo gọi để má dối đổ ập vào cuộc đời Kiều. Cuộc đời thì vốn đã lênh đênh, vốn đã nhỏ bé bất hạnh rồi, mà bây giờ xung quanh thì cứ đang réo gọi, tôi đòi, cứ đang réo gọi, đang kêu gào, đang đe dọa như thế thì không sợ mới là lạ đấy, đúng không em nha? Rồi ở đây tác giả còn dùng từ láy nữa, lại tiếp tục là từ láy nhá. Và từ láy tác giả sử dụng ở đây là từ láy gì ạ? Ầm ầm, từ láy ầm ầm. Nếu như ở trong các câu trước là những từ láy tượng hình thì ở đây ầm ầm lại là từ láy tượng thanh, đúng không? Một từ láy tượng thanh để miêu tả về về cái âm thanh dữ dội và đáng sợ. Vậy qua tất cả những hình ảnh, biện pháp tu từ và từ láy như thế thì tác giả đang khắc họa một khung cảnh và một tâm trạng như thế nào đây? Nào, về mặt khung cảnh thì khung cảnh ở đây hiện lên là không những có hình ảnh mà còn rõ cả âm thanh nữa. Khung cảnh, trước tiên khung cảnh ở đây là một khung cảnh không những có hình ảnh mà còn cụ thể về âm thanh. Nhưng mà cái khung cảnh mà vừa có hình ảnh vừa có âm thanh ấy, ấy có phải là một cái khung cảnh đáng yêu, một cái khung cảnh sinh động, thơ mộng không? Không phải, đúng không ạ? Mà lại là một cái khung cảnh rất đáng sợ và ghê gớm. Đấy, rồi. Nhưng đặc biệt đó lại là một cái khung cảnh đáng sợ, ghê gớm. Đấy, một khung cảnh của thiên nhiên nhưng mà rất đáng sợ và ghê gớm. Vậy thì từ khung cảnh đó và từ những cách mà tác giả sử dụng từ ngữ, biện pháp và hình ảnh thì ta cảm nhận được tâm trạng của Kiều lúc này là gì ạ? Bây giờ Kiều xuất hiện trực tiếp với cả cái vị trí là ghế ngồi như thế rồi, xung quanh ghế ngồi rồi. Kiều cảm nhận rõ xung quanh mình đang là cái lời réo gọi, đang là cái lời trực chờ đe dọa từ số phận, đúng không ạ? Nhá. Đó, nên là khung cảnh này nó đã làm tái hiện lên một nỗi lo sợ, hãi hùng và bàng hoàng của Kiều. Nỗi lo sợ, hãi hùng, bàng hoàng của Kiều. Nếu như ở trong những câu trước ấy thì cái nỗi lo sợ, nỗi hoang mang nó mới chỉ đang là cái nỗi hoang mang ở trong trong tấm lòng thôi, trong cõi lòng thôi, trong cái sự hình dung, trong sự tưởng tượng thôi. Thì bây giờ cái sự hoang mang ấy nó đã lên đến cái cấp độ hãi hùng khi mà nhìn thấy trực tiếp mọi mối đe dọa đang ở ngay sát bên mình. Em hình dung không ạ? Cái sắc thái khác khác nhau nhá, sắc thái khác nhau. Khi mà trước đó ấy, thì Kiều cảm thấy lo lắng và hoang mang, vô định, chưa biết là chuyện gì sẽ ập đến, chỉ biết rằng đó là những cái điều bất hạnh, đau đớn thôi. Còn bây giờ thì nhìn thấy trực tiếp cái mối đe dọa ấy thì không còn là hoang mang nữa mà là sự hãi hùng và bàng hoàng rồi. Đúng không? Nhá, đấy, sự lo sợ hãi hùng bàng hoàng trước những cái sóng gió tai ương sắp ập đến. Và sự hãi hùng bàng hoàng này nó còn cho thấy Kiều rất nhạy cảm, linh cảm được những cái điều sắp đến trong cuộc đời mình, sự nhạy cảm về những điều, những tai ương sắp ập đến cuộc đời mình. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.